Nếu như bạn đang sở hữu gimbal hay còn được gọi là gậy chống rung dành cho điện thoại máy ảnh nhưng chưa biết cách sử dụng thế nào là đúng, thì hôm nay Linh Kiện Store sẽ giúp các bạn khắc phục những lỗi sai cơ bản dành cho người mới bắt đầu nhé. Let's go! Đinh đòn, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của Linh Kiện Store. Thì trên tay mình đây là mẫu gimbal chống rung 30 Vlog Pocket 2 được rất là nhiều khách hàng bên mình yêu thích. Thì nhưng mà tuy nhiên vẫn có một số lỗi thao tác mà mọi người thường gặp phải sau đây. Trong quá trình lắp đặt điện thoại lên gimbal, các bạn không nên cầm gimbal trên tay và gắn điện thoại như thế này. Bằng cách thực hiện như thế này thì sẽ làm gimbal bị lệch và ảnh hưởng rất nhiều đến trục. Thay vào đó, các bạn hãy giúp mình tìm một mặt phẳng, đặt gimbal tại một vị trí cố định và thao tác cân bằng điện thoại như thế này. Lỗi thứ hai mà các bạn hay gặp đó chính là mình mở nguồn gimbal khi chưa gắn điện thoại. Hãy luôn nhớ là các bạn phải thao tác cân bằng điện thoại trước khi mà mình mở nguồn gimbal nha, nếu không thì sẽ bị ảnh hưởng đến trục rất là nhiều. Ngoài ra thì trong quá trình thao tác cân bằng điện thoại thì các bạn phải luôn nhớ là mình mở hết các trục của gimbal. Ở đây thì mình đang sử dụng là mẫu gimbal Vlog Pocket 2 thì nó sẽ có những cái trục như sau. Sau khi mà đã mở hết các trục này, các bạn thao tác cân bằng điện thoại và sau đó thì mình mới mở nguồn gimbal nhé. Ở lỗi thứ ba mà tất cả các bạn thường hay mắc phải đó chính là điện thoại chưa cân bằng. Trước khi mở nguồn gimbal, ngoài việc là mình phải mở tất cả các trục của gimbal thì điện thoại cần được đặt đúng hướng camera và điện thoại đặt cân bằng ở chính giữa. Khi đó các bạn mở nguồn gimbal thì sẽ không gây ảnh hưởng đến tất cả các trục. Ở lỗi thứ tư là các bạn chưa tìm hiểu kỹ về thông số tải trọng của gimbal. Mỗi gimbal thì nó sẽ có những cái tải trọng khác nhau phù hợp với từng dòng điện thoại khác nhau luôn. Thì trên tay mình đây là mẫu gimbal Vlog Pocket 2. Tải trọng sẽ rơi tầm khoảng 230 cho đến 250 gram nên là chủ yếu là dành cho những cái dòng điện thoại nhỏ gọn thôi. Nên là nếu mà các bạn nên muốn tư vấn những cái dòng gimbal phù hợp với từng dòng điện thoại của mình thì hãy liên hệ hotline dưới đây, bên mình sẽ có nhân viên tư vấn cho mọi người nhé. Vậy đó là một số lỗi sai cơ bản mà các bạn thường gặp trong quá trình sử dụng gimbal. Thì link sản phẩm mình đã gắn ở phần dưới mô tả rồi. Mọi người muốn mình làm video tiếp theo về chủ đề nào thì mọi người cứ comment phía dưới cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.